Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda Click Thái tuyệt đẹp luôn. À, đây là chiếc xe Honda Click Thái tuyệt đẹp. Em nó có cái màu trắng đen, điểm vô một chút đỏ nữa làm cho nó rất là nổi và rất là cá tính và rất là đặc biệt và rất là ngon. À, cái đặc biệt của em nó là chạy Honda Click chạy rất là ngon. À, đẹp, từng đường nét của em nó rất là cá tính. Mâm hồn đẻ gì xuất sắc hết. Đi được 9.001, xe mới đẹp. À, các bạn, các anh chị thấy không, chiếc Click này chạy nó đã ơi là đã luôn. Mà xe Thái thường thường chiếc xe nào cũng ngon hết nha các bạn, nói chung xe Thái là chiếc nào cũng ngon hết, đặc biệt chiếc Click này là xe dòng đời mới nữa nên chạy còn ngon hơn, đã hơn, tê hơn. Và em này mang biển số 59V28905, xe này là đời cuối 2017 và mình mong muốn bán với giá là 54 triệu cho một chiếc xe Honda Click Thái đời cuối 2017. Rồi, cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều ha. Click Thái đẹp quá. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu chiếc xe Click thường, Click Honda. Đây là chiếc xe Honda Click bình thường, hãng Honda, còn gọi là Honda Click Click thôi. Em nó đơn giản là Click thôi. Rất là đẹp, rất là mới luôn, tuyệt đẹp luôn. Cái xe này thì phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc là các gì các chị đi chợ, bởi vì em nó rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn và đi nó rất là ngon, nó bền. Mình đi chợ, mình đi vô chợ, mình đi nó rất là cơ động và nó rất là đẹp. Xe này nhỏ gọn, những người tướng nhỏ nhắn như mình là đi cái này là ok, là phù hợp nhất, bền, ngon, đẹp, bền, rẻ. 54T21220, cái này là đi, là đi đến nơi về đến chốn, máy móc là coi như là ok nha các bạn. Cái này đi đã lắm, không có hư hỏng quà. Cái xe này là không hư hỏng vặt gì hết, ngon, đẹp. Đó, để ngoài mưa mà các bạn thấy không, điện đèn đèn còi nghiêm chỉnh hết, đề một phát là nổ. Và với chiếc xe Honda Click này thì mình mong muốn bán với giá là 13 triệu 500. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị. Và kế nữa đó, mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda AB màu vàng đồng, đẹp tuyệt vời, tem hoa văn 3D luôn. Đó, xe Honda AB màu vàng đồng tuyệt đẹp, đẹp từ trên đến dưới luôn, đẹp xuất sắc luôn, từ dưới lên trên luôn, quá là đẹp, quá mới luôn. Xe này đời mới rồi nên nó có cái chìa khóa thông minh luôn rồi nha các bạn. Đây, hai chìa khóa đây. Và với chiếc xe Honda AB này các bạn, các chị thấy không, cái màu này rất là sang, cái màu vàng đồng, là màu này là cái màu xe nó sang nhất trong cái phân khúc màu sắc của cái xe AB này. Đó, vừa màu vàng đồng mà vừa tem hoa văn 3D nữa, nó đẹp, nó đẹp thiệt, không có gì để tả hết. Và đời nó rất là cao nữa. Và chiếc xe này em nó mang biển số là 59G248630. Thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 36 triệu 500 ngàn, 36 triệu 500 ngàn cho một chiếc xe Honda AB đèn led, đời rất là cao, có chìa khóa thông minh luôn.
quá ngon. Và kế nữa là mình kế bên mình xin giới thiệu sơ với các bạn các anh chị, đây là một chiếc xe Honda, à, không phải Yamaha chứ, đây là chiếc xe Yamaha NV, Yamaha NV đời 2020, có hệ thống thắng đĩa ABS an toàn, chống trơn chống trật chống bó phanh đĩa đó. Đó, chiếc xe này thì màu phối là đen xám cam đó, đen xám cam nhìn nó rất là cá tính, rất là đẹp. Nhưng mà thường anh chị nào có cái tướng bự bự thì chạy cái này nó mới được nha, chứ mình thấy nó cũng hơi bự á. Và xe này thì đời mới rồi, nên mặc định em nó là có cái chìa khóa thông minh rồi đó. Và với chiếc xe Yamaha NVX này thì em nó mang biển số 59U2 41296, thì mình mong muốn bán với giá là 38 triệu nha, 38 triệu cho chiếc xe NVX đời 2020, đời cuối luôn. Rồi, cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế nữa nào, mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda NH Mod màu môn, màu tím phai môn. Đó, còn rất là đẹp, rất là mới, siêu đẹp, siêu mới luôn, mới như trong thùng luôn, quá đẹp. Đó, chiếc NH Mod logo ở lắc kê vàng luôn. Và em này là mang biển số 59F2 06240, xe này là đời cuối luôn các bạn, chìa khóa thông minh luôn nha. Đó, chìa khóa thông minh luôn. Và với chiếc xe Honda NH Mod đời rất là cao này thì mình mong muốn bán với giá là 52 triệu cho chiếc xe Honda NH Mod 59F2 06240. À, xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế đây nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Vision. Đó, Honda Vision rất là phổ thông, rất là thông dụng và phiên bản đặc biệt luôn, màu đỏ đen tuyệt đẹp. Honda Vision này đi hoài không thấy hư. Màu đen nhám đỏ phối nhau rất là cá tính, rất là độc đáo và rất là đặc biệt. Và với cái chiếc xe này, với chiếc xe Honda Vision này em nó rất là mới nha các bạn. Và mang biển số 59N282229, số cũng đẹp đâu. Và với chiếc xe này em nó là còn mới từ trong ra ngoài, từ trên đến dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải luôn. Nói chung không có cái gì chê được hết. Và với chiếc xe Honda Vision này tuyệt đẹp, đi cực kỳ lại xăng, máy móc rất êm, thì mình mong muốn bán với giá là 27 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn anh chị rất nhiều. Đó, và kế nữa chiếc Vision thì mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda. Honda này là Honda AB nhưng mà đời 2011. Đó, nẹp xi các bạn có thấy không, tuyệt vời không, quá mới quá đẹp luôn, mới quá. Những cái chiếc xe này là những cái xe mà cái mẫu cũ quá các bạn, nhưng các cô chú các anh chị nào mà đã đi qua những cái mẫu này thì thật ra rất là thích, thích ơi là thích luôn, mà nó ngon hơn mấy mẫu đời mới sau này luôn á. Đó, chiếc AB đời 2011 FI phun xăng điện tử, đẹp tuyệt vời, máy móc cực kỳ ngon luôn. Đó, sơn zin, tem zin, quá đẹp, quá mới. Số cũng dễ thương nữa, 59S111991, phải không? Và với chiếc xe Honda AB đời cuối 2011 này, nẹp xi còn rất là mới, còn tuyệt đẹp này, thì mình mong muốn bán với giá là 23 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và ngoài ra còn có cái chiếc xe Ali màu trắng này rất là đẹp, rất là mới, rất là ngon nha các bạn. Mà các bạn
nữ đi thấy nó rất là ok đó. Đi chiếc xe ly này thì chắc có lẽ là khó mà chê được. Đây là một trong những cái chiếc xe ly đời là đời cái bụng nó mập mập nè các bạn, mà các bạn các anh chị đi á đánh giá rất là tốt. Ly này nó bền ghê luôn á, mà nó đẹp, chiếc xe này nó đẹp ơi là đẹp luôn, nó đẹp, nó rin. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc luôn, Honda Ly FI phun xăng điện tử đó. À, công nghệ thì cách đây đã lâu mà đã làm là phun xăng điện tử FI, là các bạn có chỉ biết là xe thuộc dạng nó dòng cao cấp nên nó ngon lắm. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 59C112450 thì chiếc xe ly này mình mong muốn bán với giá là 15 triệu. Toàn bộ thân em nó được bọc inox bảo vệ toàn thân chống chày, và sau cùng là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Piaggio. À, Vespa Piaggio màu đỏ tươi rất là đẹp, rất là mới luôn, Piaggio. Và với chiếc xe Piaggio này năm xưa rất là mắc, nhưng bây giờ để sở hữu một chiếc xe Piaggio này đó cũng không có gì là quá mắc nha các bạn đó. Và với chiếc Piaggio này rất là đẹp, rất là mới này, thì mình mong muốn mình bán chiếc xe Piaggio mang biển số 59N249095. Chiếc xe này mình mong muốn bán với giá là 13 triệu, 13 triệu nha các bạn. À, 13 triệu, xe này quá đẹp các bạn ơi, Piaggio màu đỏ đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, ngoài ra còn rất là nhiều cái xe khác nữa, khi các bạn các anh chị tới thì hy vọng các bạn các anh chị lựa chọn thoải mái, em sẽ mời các bạn các anh chị test xe, thử xe các kiểu luôn, và tất cả xe đều chính chủ, bao ký giấy sang tên. Và đồng thời nếu các bạn các anh chị muốn trả góp thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn các anh chị trả góp luôn. À, và cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Hy vọng các bạn các anh chị có những cái lựa chọn nó thoải mái nhất cho chính mình nha. Và xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.